đi tới rồi đi lui coi đỡ cẳng lên. Rồi lên xuống. Rồi. Rồi quay lại. Rồi lên ngồi xuống. Tôi thì như nãy tôi có giới thiệu tôi tên Sơn thì Brisbane, tôi bị cái thoát vị địa đệm này từ mấy chục năm rồi. Nó là một cái chronic condition, tức là nó kéo dài và khi thì nó hết, khi thì nó tái trở lại và lần gần nhất đó là tôi bị tái lại là khoảng một tháng nay. Thì nó chạy xuống đây và nó rất ban đêm ngủ nó rất là đau, nó đau mà nó nóng giống như ai đổ cái nước sôi vô rồi đó, ai đổ nước sôi vô chân mình. Là tôi phải tung ra khỏi giường, tôi phải đi lại một hồi thì nó mới đỡ. Thì mà tôi ngồi một hồi là bắt đầu nó lên khó chịu, rất là khó chịu. Nhưng mà vừa rồi thì cô xin lỗi cô Liên gì? À, cô Liên là vợ anh Minh thì có tặng tình, cũng cổ rất là tặng tình chút xíu 10-15 phút rồi. Nhấn thì đau vô cùng, cái lúc mà bấm, cô bấm thì đau lắm. Dạ. Bây giờ thì sướng là tại vì nó nhẹ quá. Rồi. Nó thật sự, cái lệnh nó rất là nhẹ. Thành ra tôi xin cảm ơn thầy Du Quang Châu và cảm ơn sự giúp đỡ của các quý phó giáo sư. Thầy xin cảm ơn thầy Thích Tiên Trân là người tổ chức rất là chu đáo. Xin thành thật cảm ơn và cũng hy vọng rằng là con sẽ học được cái môn này. Tôi về tôi chữa cho đồng hương mình ở Brisbane miễn phí. Chắc chắn vậy. Đứng lên ngồi xuống rồi phát biểu chị tên gì, mấy tuổi, đau như thế nào, dạ. Sao khi được bấm huyệt thì cảm thấy như thế nào để khác hơn? Dạ. Tôi tên là Dung, mới cách đây khoảng 2-3 tuần đó thì dạ. Đi chụp ngồi bên trước, dạ. Ngồi xuống đất, mỗi tuần là phải tốn với cái tiền trị xương là 100 đồng, dạ. Để giữ lại cái chân này đi không có nổi, dạ. Rồi cái xong cái đi châm cứu mỗi ngày xuống dưới hồ nước là mỗi ngày luôn. Thì khi mà chụp thì cái alpha cái như là cái S1 nó bị hẹp, nó bôi cái xương với entry nó có cái bôi S2, S3 thì coi như nó tê, nó đau mà không được. Thì đi hồi nãy lúc thầy Châu kêu đứng á, đứng trên chiếu là nó muốn ngã, nó coi bình thường vậy chứ nó muốn ngã. Thì bây giờ nó đứng nó vẫn thôi mà đỡ đau hơn, ngồi lên và xuống. Xin cảm ơn. Quay lại, chị ngó lên trên. Rồi quay lại. Chị ngó lên á, chị đi chị dở cẳng lên. Bây giờ tự tin đi dở cẳng lên. Đó. Rồi bây giờ chị ngồi xuống coi. Đứng đó, ngồi xuống. Rồi đứng lên, ngồi xuống nữa. Rồi. Rồi kia chị phát biểu tên tuổi là kia bao nhiêu rồi phải bệnh từ lúc nào, dạ, sau khi đó chị cảm thấy như thế nào? Dạ, tôi tên Nguyên, năm nay 60 tuổi rồi, tôi bị 2 năm rồi, cũng đi nhiều chỗ nhưng mà thấy giống như họ chữa một cách sơ sài, thì lúc này tôi tới đây thì thấy các anh chữa tận tình, thì xin cảm ơn.
rồi. Dạ. Nhưng mà chị thấy ngồi xuống chị thấy như thế nào? Dạ, bây giờ cái chân này nó không nặng mấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà trước... nhưng mà chưa, cũng nói chung là cũng chưa dứt hẳn nhưng mà nhẹ hơn. Dạ. Nhưng mà trước đó chị có ngồi được không? Có dám ngồi không? Không dám ngồi. Rồi, rồi cho một tràng pháo tay. Ngó lên, dở cặn lên đi, quay lại. Dở cặn lên, ngó tươi nằm đỏ, dở cặn lên đi, tự tin. Rồi, bây giờ anh đứng lại, anh ngồi xuống coi. Ngồi xuống, đứng dậy. Đứng dậy. Đó, khi anh đứng dậy đó, anh có thể, tại vì anh chưa tự tin, anh có thể chống dậy. Đứng dậy, đâu làm lại coi. Đó, anh chống hai cái đầu gối. Lấy hai cái tay chống đầu gối. À, không cần nữa. Vậy luôn không cần. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ anh phát biểu đi, tên tuổi như thế nào? Dạ, tôi tên Phú. Dạ, tôi là nhân viên của bưu điện. Dạ. Tôi cũng đang là bưu điện 20 năm rồi. Dạ. Bây giờ không bị bệnh gì hết. Dạ. Nhưng gần đây, tình như nó có thối hóa hay là có đau khớp hay gì. Dạ. Nó cứ tên liên tục. Dạ. Tôi cũng cố gắng để tự mình khắc phục, đi massage, rồi therapy, rồi này nọ, rồi lúc mà con ta đỡ hơn chút xíu cho con thân. Rồi hôm nay anh Hiển cũng là bạn đồng nghiệp, thấy anh cũng bị đau, cũng chú ý coi cái phát triển của anh thì thấy anh cũng rất là khá. Thì là tôi cũng chắc phải học theo bạn. Thì hôm nay có cái tổ chức ở đây ở chùa, chùa cũng thường đến, thì cũng là cái cơ hội cơ duyên của mình đến đây để trị cái bệnh và học cách trị bệnh cho mình. Đó là cũng rất là cảm ơn các thầy. Rồi sau sau khi chị Liên bấm, anh cảm thấy như thế nào? Chị Liên bấm rất là thoải mái và em cũng cảm thấy rất thoải mái và bây giờ cũng rất là tự tin để ngồi xuống đứng lên. Nếu đi bộ thì không có sợ gì hết. Nhưng mà khi ngồi xuống chỉ mình sợ mình té chân ở đó luôn rồi chứ mình mỗi đứng dậy. Hôm nay cũng thấy cũng rất là khá, cũng đỡ rất là nhiều. Hy vọng là chắc tiếp tục tiền lương thì nó sẽ khá hơn. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.